Mày chết đi! Diễn như thế à? Hả? Cái thằng này, mày có phải diễn viên không? Con này nữa, mày có phải diễn viên không? Hả? Mặc cái thằng lâm thanh, mày đi vào đây. Anh gọi cái gì? Mày, ngu này. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, sao lúc nào mày cũng để cái mic nó vào hình như thế hả? Anh, cầm mic thì anh phải bảo người cao chứ. Anh cứ chọn cái thằng lùn nhất đoàn, nhưng cầm thì em biết làm nào. À, này, mày lùn ấy, mày lùn là do bố mẹ mày, mày phải trách bố mẹ mày chứ mày trách tao à? Út! Hai cái đứa này nữa, nhá. Có mỗi cái cảnh như thế này mà không làm được. Con này, lúc mà bị nó bóp cổ ấy, mày phải dây ruộng lên, mày dây đành đạch lên, mày kháng cự vào, nhá, như là nó sắp đưa mày đến cõi chết luôn, nhá. Thằng này nữa, mày có biết bo không? Hả? Mày không diễn viên, mày không biết bóp à? Đây nhá, mày bóp, mày dùng hết sức bình sinh của thằng đàn ông, mày bóp thật mạnh vào như thế này này. Như nó mà chưa chết hẳn nhá, mày vặn cổ nó vây này, xem nó có chết không. Ôi, anh diễn giỏi thật, anh đúng là đạo diễn cả, bóp bóp chết luôn. Hay quá. Chết thật đấy. Chết rồi à? Chết luôn anh. Anh diễn giỏi thật đấy. Em ơi. Không thấy trả lời. Quay tiếp đi anh. Đóng máy. Họp đoàn. Mày quay cái gì nữa? Tao đi tự thú đây. Anh ơi. Này, tao quay phim. Mày chứng kiến nhá. Không liên quan gì đến tao nhá. Tao không liên quan nhá. Tao về đây quay phim kiểu này chết. Anh xin lỗi, em có làm sao không? Em không ạ. Mẹ cái con điên rồi đấy. Đã buồn kiệt thì chớ, cứ chắn đường, xem ra quần bây giờ đấy, mày. Nhìn trông rõ đẹp trai mà ăn nói thô thiển. Cô em là cô chỉ cho anh cái bệnh viện gần đây nhất được không? À, anh hỏi đường đến bệnh viện đi. Em biết đấy. Biết à? Chỉ anh đi. Nhưng mà anh phải cho em tiền cơ, em mới nói. Để con bây giờ động tí là tiền nhỉ? Mày gớm nhỉ? Anh đi đã gì ở đây anh còn phải mất tiền nữa này. Ba
3.000 giờ mua được cái gì? Thế thôi, 3.000 được 3 triệu mút rồi. Vậy nhá, bây giờ thế này, anh ý là anh phải nghe thật kỹ, nhìn thật rõ. Em thì chỉ một lần. Anh nhìn thấy cái hồ này không? Thấy. Rồi, anh bây giờ anh cứ chạy 12 vòng hồ ấy, xong anh sắp tự thấy bệnh viện. Cứ chạy là thấy rồi à? Vâng. Thưa thưa thật, thằng mất dạy này, mày lừa tao đúng không? Mày bảo anh chạy 12 vòng hồ này á? Bây giờ tao cứ chạy 12 vòng hồ. Thế chạy đi chạy lại, chẳng phải tao về vấn đề chỗ này, cái bệnh viện ở đâu hả? Anh em nói thật, anh rất là kém luôn. Anh không biết gì về khoa học à? Em giải thích cho anh nhé. Anh có thấy cái hồ này nó to không? To. Trời nắng không? Quá nắng. Đấy, em nói thật nhé. Trời nắng nóng như thế này, anh chạy 2 vòng hồ chết mẹ anh rồi. Này, đừng nói chạy vòng thứ 3. Này, mà em bảo nhé, anh cứ chạy đi, bao giờ anh lăn ra đấy thì khắc có người đưa đến bệnh viện. Ông cảm ơn tại đưa anh. Mày còn chơi à hả? Cái gì đây? Cái gì đây? Tại sao? Tao có bỏ đói mày không? Hả? Tao có để mày phải bỏ học không? Tại sao? Lúc nào bài kiểm tra? Lúc thì trứng ngỗng, lúc thì ăn gậy. Oh no. Kết quả học tập ngay ngắn đi xuống. Thế là nào? Mày lại còn khinh bố mày. Mày không thèm trả lời bố mày nữa à? Thôi được rồi. Mày nhá, tao nói cho mày biết một lần cuối cùng, từ ngày mai mày mà còn để tình trạng này diễn ra đấy nhá thì đừng gọi tao là bố nữa. Bố. Gì? Bố gì? Này, ngày mai con chỉ có kiểm tra bình thường thôi, có phải đi xét nghiệm ADN đâu ạ? Với lại này, còn chắc gì nữa con có bố ấy. Mà ấy, cái chuyện con phải là con ruột của bố hay không ấy thì bố phải đi hỏi mẹ. Oh no. Cậu đã biết tội cậu chưa? Biết chưa? Biết rồi ạ. Mà tôi em thịt cậu à? Ngồi xuống đây. Dạ, ngồi luôn. Làm có mấy ngày thôi mà thất thoát ở công ty 50 triệu. Oh no. Bây giờ cậu định xử lý thế nào? Ôi anh ơi, anh tí xử lý em như nào? Anh đi đuổi việc em ạ. Đuổi việc cậu á? Vâng, anh đừng. Đuổi việc cậu để tôi mất 50 triệu à? Thế bây giờ anh muốn thế nào ạ? Muốn thế nào á? Vâng. Trong vòng một năm tới, mỗi một tháng tôi trừ của cậu 10% lương là trừ 500.000. Quán nước gì mà khóc? Dạ, em mừng quá, em phát công đấy. Mừng? Vâng, em phải cảm ơn anh nhé. Vì bây giờ một năm tới em không phải lo em thất nghiệp nữa rồi. Chứ bình thường ấy, em đi làm ở đâu á, không bao giờ được quá một tuần là bị đuổi luôn rồi. Em cảm ơn anh nhé. Thì hết lại một năm khi em phải đập thêm vài cái nữa anh ạ. Mẹ tôi mới mất đầu năm, để lại cho tôi 20 triệu làm thuốc vốn. Ngày sau đó cách đến một tháng thôi, bố tôi cũng để lại cho tôi căn nhà rồi đi theo mẹ tôi luôn. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh, một lúc mà mất đi đến hai người thân thật là quá đau buồn. Nhưng mà chưa hết đâu, ngày sau đó có 2 tuần thôi, chị tôi cũng bỏ lại cho tôi con Audi rồi đi theo bố mẹ tôi luôn. Trời ơi, còn gì mất công hơn. Không sao, ba của tôi đây, tôi thấu hiểu anh mà. Anh buồn lắm, buồn đúng không? Đúng, buồn. Thậm chí là quá buồn luôn. Bởi vì gần đây 2 tháng rồi, mà 2 tháng rồi, không ai chịu chết thêm. Vậy thì tiền đâu mà trả tiền bóng chứ. Oh no. Vào phòng em này. Hết phòng rồi anh ơi. Oh no. Ôi, thú thật với em ạ, anh đi bộ từ sáng giờ rồi, mệt lắm rồi. Em xem nào mà còn phòng không thì giúp anh với, chứ khách sạn nào hết phòng này anh chứ. Ở khác cũng được. Thú thật với anh là còn một phòng đôi nhưng mà mới có một người ở. Nhưng mà ai ở với anh ta thì cũng không chịu được. Tại sao?
vì anh ta ngày to quá, tôi nghĩ là anh cũng không hợp đâu. To à? Ừ. Nhưng thôi, không sao em ạ. Chứ anh đi bộ từ sáng giờ mỏi lắm rồi. Thấy to cũng được. Em giúp anh nhé. Chắc không? Chắc chắc. Đưa chứng minh thư đây. Vâng. Em, cho anh hỏi gần đây có chỗ nào ăn sáng không? Ngay bên cạnh tòa nhà. Nhà đây có à? Vâng. Ok, thank you. Ê, anh. Không có anh ngủ ngon đâu. Ôi giời, từ bé lớn tối qua anh ngủ ngon nhất luôn đấy. Ngủ ngon á? Ừ. Thế ông kia ngủ với anh không ngáy à? Ui, ngáy bằng ma. Anh làm cách nào đấy? Đơn giản thôi, vừa bước vào phòng bắt là anh đè nó ra, hôn phát vào má rồi. Không thì thầm vào tai phải à? Ê, ngủ ngon nhé baby. Thế là cả đêm thức trông anh ngủ thôi. Oh no. Trời ơi. Chờ cái thằng Ken này không biết đến bao giờ. Lần nào cũng đi muộn, nào cũng phải chờ. Chót ăn 9 cái bánh rán này, chẳng lẽ ăn thêm một cái nữa cho tròn. Ê, ê, Ken. Sao mày đến muộn đấy? Tao gặp tai nạn. Tai nạn à? Ủa chứ có gãy tay không? Không. Ủa chứ có gãy chân không? Ủa mày gãy đời cái chân giữa rồi đúng không? Càng không. Sao mà tai nạn mày không làm sao nào? À, chả là tao đang đi đường ấy, tao gặp tai nạn. Tao đứng lại tao xem. Mày đứng xem rồi gì? Rồi. Thôi. Tao may rồi. Làm sao đấy? Tao bị đánh. Mày đứng xem tai nạn mà bị đánh à? Chả là ấy, tao hóng hớt, tao lao vào, tao chỉ vào thẳng cái mặt thằng bị tai nạn ấy. Tao bảo này nhá, ngày 20 tháng 11 là ngày quốc tế thiếu nhi, mà ngày quốc tế thiếu nhi là ngày đen lắm đấy, cẩn thận ra được người ta đầm chết đây. Thế là cả đám xuống vào đấm đầu. Đúng là cái thằng đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. 20 tháng 11 mà là ngày đen. Ngày đen nhất ấy, nó phải là cái ngày 27 tháng 7 nó mới là cái ngày đen nhất. 27 tháng 7 á? À. Đúng là cái loại rốt, thằng nào đi học lúc nào cũng đứng bét lớp. Này, mày bảo ai đứng bét lớp? Mày học bét lớp ấy. Tao nói cho mày biết nhá, tao đứng bét lớp là chả vì chả qua là tao nghe lời bố mẹ tao với lại thầy cô thôi nhá. Nghe lời bố mẹ với thầy cô á? Ai xui mày học dốt để học bét lớp thế hả? Mày điên à? Bố mẹ và thầy cô bảo là phải nhường các bạn đấy, thế là tao mới nhường các bạn thôi, tao đứng bét. Nhường cái loại học dốt ngu. Mày ngu. Đứng bét lớp mày ngu ấy. Mày ngu. Mày ngu ấy. Tao chắc chắn mày quá ngu. Mày chỉ tao ngu ấy. Được rồi. Bây giờ nhá, tao đố mày nhá, xem mày có trả lời được không nhá. Con gà thì nó đẻ ra hột gì? Hột gà. Con vịt nó đẻ ra hột gì? Hột vịt, để lâu thành hột vịt lộn, ăn rất là ngon. Thôi được rồi, tao không đố nữa, may rồi mày đố tao đi. Tao đố mày nhá. À đây, nhà tao nuôi một con chim le le, để hôm nó đẻ ra hột gì? Nó đẻ ra hột... hột gì? Hột sư bố mày. Mày gài tao. Anh ngu. Cái loại ngu. Mày ngu à? Trời. Có thể cho anh nói chuyện với em một chút được không? Dạ vâng ạ. Chả là từ khi anh nhìn thấy nụ cười và hơi thở của em là anh không thể nào dứt ra được. Em ơi, anh là bác sĩ nha khoa ấy. Từ khi nhìn thấy em á, nhìn thấy hàm răng rất là vàng và nụ cười thì cực kỳ là thối của em ấy. Anh khuyên em là hãy đến nha khoa của anh đi để có thể chữa trị kịp thời. Thế là anh là nha khoa. Ừ, anh là bác sĩ nha khoa luôn. Em nghĩ là anh đang trình bày bộ nhã của anh ấy. Anh xuống đây. Oh no. Theo bà. Em ơi, anh nói sự thật mà.
Ui giời ơi, cái đường nó rộng như thế này, ông làm gì mà bắt khách lên đâm vào tôi ấy. Xin lỗi nha, đang mải nóng lạnh người yêu. Cái gì này? Ai đây? Người yêu tôi. Người yêu ông á? Ừ, ngon không? Hả? Ngon không? Ngon. Anh! Ông đâu để em kiếm một chút thế? Anh để em dưới cái bụng mình à, mình xuống bơi đi. Có thằng nó nhận em là người yêu nó kia kìa. Thằng đâu? Nhầm ấy. Nhầm. Đây đi nhầm này, đây đi nhầm này. Sao anh lại nói là anh là giải tân? Nhiều thế không biết được.